chữa trị bệnh COVID-19 mà không cần phải khám bệnh hay là điều trị theo y học. Phương pháp điều trị bệnh chưa được khoa học kiểm chứng này đã lan truyền mấy ngày gần đây tại thành phố Cà Mau. Thậm chí là tài liệu hướng dẫn điều trị COVID-19 mà không cần khám bệnh còn được lan truyền trên một số trang mạng xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo là người dân cần hết sức cảnh giác với kiểu trị bệnh như thế này. Những ngày qua, tại một số khu cách ly tập trung thuộc địa bàn thành phố Cà Mau, xuất hiện tài liệu được in sao mang tên chia sẻ kinh nghiệm, trong đó hướng dẫn nhiều phương pháp trị nhiều loại bệnh, thậm chí COVID-19. Chỉ cần đọc dãy số trong thời gian từ vài chục phút đến vài giờ nhiều lần trong ngày sẽ khỏi bệnh mà không cần phải khám hay uống thuốc theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Cái chuyện mình chỉ nghe không mà lại hết bệnh là không bao giờ có. Nhưng mà cái cơ bản phải tin tưởng là vừa uống thuốc, tất cả những cái bệnh hoạn gì cũng phải là thuốc, không có thuốc không bao giờ hết bệnh. Qua điều tra, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Cà Mau đã thu giữ trên 90 quyển tài liệu với nội dung trên, đồng thời đã phát hiện 2 người sao chép và phát tán số tài liệu trên. Lúc đầu không biết, mình nghĩ là đúng, nhưng mà khi lực lượng tư vấn cho mình nghe thì mình thấy cái đó là mình sai rồi. Phương pháp trị bệnh mà chỉ cần đọc các dãy số nhiều lần trong ngày mà không cần phải khám bệnh và điều trị là phản khoa học, mang xu hướng mê tín dị đoan. Bệnh COVID thì phải đưa vô điều trị. Đó, rồi bệnh tiểu đường thì do bệnh nội tiết, chúng ta phải cân bằng nội tiết và các bệnh khác. Thì tôi cũng khuyến cáo bà con là không nên tin và nghe theo và cũng không nên chia sẻ những nội dung thông tin sai sự thật như vậy. Hiện nay, Công an tỉnh Cà Mau đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn và thu hồi các tài liệu như trên. Bên cạnh đó, người dân cũng phải hết sức cảnh giác trước những phương pháp trị bệnh mà chưa được khoa học kiểm chứng. Kẻo tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là đến tính mạng của bản thân và gia đình.